À, mỗi một người niệm Phật chúng ta nhớ cái chỗ mà khi bê tha giải đãi tới giờ tu mà lên trễ. Chỗ này cũng nguy hiểm lắm quý vị. Giống như cái nhăn đời này của mình khi hẹn với ai ta đều đến trễ không à? Là tại vì sao? Nhiều đời nhiều kiếp mình cũng đến trễ với người ta, nên đời này người ta đến trễ với mình đừng trách, thấy không? Vậy thì khi mình tới giờ tu mà không chịu tranh thủ để lên tu đúng giờ, khi nguyện hương vô tu, từ khi kẹt bặn thì đừng có gấp gáp chạy xe hối hả nha, nguy hiểm. Nhưng mà nếu ở nhà mà không chịu lo tắm đồ, không lo ăn cơm đồ, tranh thủ để tới giờ lên tu mà rề rà nhiều chuyện bà tám bà chín á, mà lên trễ đó, thì đây là có quả báo. Quả báo sau này khi cuối cuộc đời niệm Phật sẽ không được nhiếp tâm khi cuối đời, phải chịu sự đau đớn quằn quại rồi mới niệm Phật được, thì Phật mới đến. Nghĩa là nó, cái trễ đó là nó dính vào cái quả báo là mình sẽ chịu đau đớn để không niệm Phật được, hiểu không? Còn nếu như mà mình đúng giờ đúng giấc mình lên mình tu cho đàng hoàng thì mình sẽ được cái quả báo là cuối đời mình tỉnh táo, Phật sẽ đến liền đúng như là hứa hẹn, hiểu không? Cái nhân cái quả nó phù hợp lắm quý vị. Giống như chiều nay buổi chiều thường những Đức ăn cơm là 4 giờ. Nhưng chiều nay những Đức có gặp mấy người những Đức nói chuyện. Thì những Đức nói chuyện sau quên thời gian. Tới 5 giờ 10 những Đức mới xuống. 15 mới xuống. Thì khi xuống thì thấy người ta vẫn một hai người ngồi đợi mình để ăn cơm chung. Trong lòng những Đức lúc đó cảm thấy hổ thẹn và nhắc nhở mình vì sao không có gì nữa. Cái đó cũng là một bài học mà người thân trong gia đình mình không nói nhiều, nhưng tới giờ ăn cơm mà không xuống ăn, mình ngồi đợi hoài không nói nữa, ngồi đợi thì họ xuống, họ cho lương tâm họ cảm thấy bị thổn thức lương tâm, kỳ sau phải cố gắng đến đến đúng giờ. Đó gọi là gây dựng một gia đình hạnh phúc. Cái này là cái rất quan trọng quý vị, rất quan trọng. Nên bản thân những Đức khi ngồi nói chuyện tâm sự với vị, những Đức nói những cái điều đơn giản nhất trong cuộc sống, đó là cái điều mà chiều những Đức mới gặp phải. Thêm cái nữa, ly nước mình đã uống thì phải uống, cố gắng uống cho hết. Mà người rót nước thì cũng rót cho người ta vừa uống, chứ đừng rót nhiều quá uống hết. Mà lỡ đã cầm ly nước thì phải gắng uống cho hết, vì chưa lại ai uống đây. Đó cũng là cách xài phước, tổn từng chút, phí phạm à. Cái chút chút mà nhiều cái chút nó thành cái lớn quý vị. Ta nói tích phước thì tích thiểu thành đa, tích tội thì cũng tích thiểu thành đa, tùy theo cái tích của mình là tích cái gì thôi. Đó là cái quan trọng. Nên cái thời khóa tu của mình nó rất là ít. Hai cái thời sáng tối là hai cái thời rất quan trọng. Nên hãy cố gắng sắp xếp đúng giờ lên tu. Thời khóa giờ giấc nó rõ ràng. Có nhiều bữa như Đức mệt lắm luôn á. Vì biết rằng là buổi sáng như Đức lên là trễ 2 phút thôi là thấy kỳ lương tâm. Trễ 2 phút buổi sáng. Khi đêm bằng hôm không ngủ luôn. Tại vì nó cứ lừng chừng cái 12 giờ khuya tu. Mà cái thời 12 giờ khuya đặc biệt dữ lắm. Chứ biết. Cái thời 12 giờ khuya tu nó đặc biệt lắm. Không phải đơn giản đâu. Thời 12 giờ khuya là những Đức định thứ bảy là thời 12 giờ khuya nghỉ á. Nhưng mà do những Đức thấy quá đặc biệt và rất nhiều Phật tử yêu cầu là cái thời 12 giờ phiên này nó hay lắm. Đúng như những Đức nói rằng cái thời đó giống như nó trống quý vị. Cái tâm của người lặng xuống hết, vọng tưởng lặng luôn.
Nên thờ 12 giờ khuya nó thông suốt. Tu một thờ nó giống như 3, 4, 5 thờ nhập lại có bằng một thờ đó. Nên nó tu tập thấy rõ ràng cái thờ khóa đó hay. Mà thờ đó tu xong rồi nói chuyện gì nó giàu dạng sao á. Đó. Nên những đức nói rằng mình cố gắng sống trong cuộc đời này, cái gì tránh được cái việc mà thiếu nợ thì tránh. Thiếu nợ thời gian thì mình phải trả nợ thời gian đó quý vị. Thiếu nợ thời gian là hứa với người ta. Nó mình đến trễ. Nhưng trong thời cuộc này chúng ta dễ thiếu nợ thời gian. Tại vì kẹt xe, bản thân mình khi cũng không muốn mà bị kẹt xe. Dưới quê rồi thì còn đỡ, với thành thị, thành phố đâu là dễ hứa mà không đúng thời gian. Nên cái người mà được hứa kia ngồi đợi cũng nên cố gắng niệm Phật, đừng có buồn trách. Tại vì họ kẹt xe, thí dụ họ kẹt xe. Năm xưa Bác Hồ là hứa ngày quan trọng, nên ngày làm lãnh đạo đặc biệt. Có lần họp ngày hứa đến, mà cái bữa đó mưa gió, mà cái thờ đó nó mưa gió, nó nước nó tràn ngập. Vậy mà Bác Hồ xuống xe, Bác Hồ đi tắt, đi đường tắt. Đúng cái thời gian Bác Hồ đi phía sau bước tới, ai cũng kinh ngạc, tưởng đâu là bữa nay mưa gió gì là bác sẽ không đến. Mà không đến người ta sợ bác bị này kia, người ta lo, người ta bác không đến người ta cũng thấy mừng, không có trách bác, thương bác mà. Nhưng mà đúng giờ dắt bác đến, bác nói rằng trong đây ngồi 200 người ví dụ, nếu tôi mà để trễ 5 phút một người thì trong 200 người tính thời gian đi bao nhiêu thời gian. Đặc biệt chưa, nó bài học đáng giá ghê á. Đó, lời hứa của Bác Hồ quan trọng, lời hứa cực kỳ quan trọng luôn. Có những lần mà đọc câu chuyện mà Bác Hồ mà đi lỡ cái dân tộc nào đó, dân tộc tiểu số, Bác Hồ thấy một cái người, thấy một đứa bé gì, Bác Hồ hứa mua cho bé đó cái món quà gì. Vì mà Bác Hồ đi nước ngoài mà đi mà thời gian lâu lắm, Bác Hồ quay lại, giờ Bác Hồ vẫn nhớ mua món quà đã bỏ túi, đến cái lúc mà đến cái bản làng đó, Bác Hồ trao cái món quà cho người đó. Có nghĩa là cái hành động của bác, những cái câu chuyện rất đơn giản nhưng không đơn giản chút nào. Một câu chuyện không đơn giản chút nào quý vị à. Thật sự cuộc đời mình về sau mình cũng muốn mình hứa cái gì mình cố gắng. Như như Đức hứa quý vị lại 3.000 lại, như Đức mệt lắm nhưng không phải giỡn đâu quý vị. Mà bản thân như Đức phải cố gắng. Khi lại mệt như Đức nói vậy nè: Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, dù con có gục ngã ở đây con cũng phải lại cho hết 3.000 lại. Thì là hứa với người ta phải cố gắng. Nghe không? Giống như Đức hứa quý vị là cả đời này như Đức sẽ tu tịnh độ, đem tịnh độ giới thiệu. Thì như Đức sẽ suy nghĩ mọi cách làm sao như Đức đem tịnh độ giới thiệu cho quý vị. Nghe không? Nghĩa là những đức sẽ cố gắng hết lòng để đem tịnh độ giới thiệu. Cái lời hứa nó rất là quan trọng quý vị nha. Nó nên cái giờ dắt thời gian cố gắng, đừng để thiếu nợ thời gian. Mình thiếu nợ thời gian mình phải trả thời gian đó quý vị, chứ không có giỡn đâu. Ví dụ như có những người trong cuộc đời này nghe, ai hứa với mình người ta đã hứa lụi, ai hứa với mình là người ta đi trễ, ai hứa cái gì với mình là người ta không cho. Nhớ kỹ chỗ này nghe, mình đã từng đối xử với người ta vậy đó. Nên trong kinh Nhân Quả Phật nói, muốn biết nhân đời trước xem quả báo đời này. Nè, quả báo đời này nè, muốn biết quả báo đời sau xem nhân đời này. Cái nhân đời này gieo quả báo đời sau, cái nhân đời trước gieo quả báo đời này. Nên cái nhân cái quả nó ghép nhau phù hợp, nên nó trồng ớt ăn ớt, trồng cà ăn cà. Nên mình đừng có trách làm sao tôi thì sao ai cũng hứa lụi với tôi à. Nên hứa với tôi là hứa lụi à, hứa mua quà không mua quà. Mà thật sự người ta không muốn quên đâu, mà đừng có trách người ta. Mình học Phật mình tin nhân quả. Ví dụ như ông Trọng hứa bữa đó anh đi công tác về anh sẽ mua cho em cây cạp. Vì mình trong cái món quà, không phải là vì món quà đó mà mình nghĩ cái tâm tình của ông dành cho mình nó làm sao. Nghe chưa? Nhưng mà lạ ra là ông có thiếu nợ mình cây cạp. Ông hứa rồi nhưng mà ông quên. Vì mình hỏi cây kẹp đâu, ông nói quên. Lúc đó trong lòng mình nghĩ chắc ông này không có thương mình, nên ông có nghĩ đến mình. Nhưng mà thật sự ông nghĩ đến mình. Nhưng mà lạ thay cái lúc mà chuẩn bị đi mua cây kẹp là ông phải quên. Là vì
Cái nhân mình đã từng gieo với người ta vậy, nên cái quả bây giờ mình chịu gì. Thì mình hiểu rồi, nếu mà mình trách thì bây giờ cái nợ trách đó mình sẽ mang. Mình không trả mà mình mang thêm cái nợ trách. Nó, vậy thấy không, những điều như Đức nói vì thấy nó đơn giản chưa? Cực kỳ đơn giản luôn, bởi vì thông tâm á. Nên mới nói là tin nhân quả thì hoàn toàn thông hết trơn luôn. Thông hết luôn. Nên không phải giảng đâu. Nên mình nhìn thấy trong cuộc đời có nhiều người nữ họ thiệt là đẹp, nhưng mà họ lấy người chồng cực kỳ xấu luôn. Thiệt là xấu, không thương gì chứ mà phải lấy. Không lấy không được. Vì sao? Vì món nợ. Thiếu là phải lấy. Nó không phải giỡn đâu nghe. Chứ còn mình không hiểu Phật Pháp, mình nói nhỏ này nó đẹp mà sao lấy người chồng xấu, sao nhỏ này nó khờ với ta. Mình có khi chỉ trích người ta, mình mang cái tội lan can mình. Mà cái tức đó nó cũng phải vô cớ. Nhiều đời nhiều kiếp mình cũng tức khơ vậy đó. Bây giờ có cái nhân khác nó tức ngược lại với mình vậy đó. Đó, vì thấy chưa, cái nhân cái quả nó như một màn lưới, nó ghê lắm. Bởi vì đụng vào nhân quả là ghê lắm, thấy không? Nhớ kỹ. Nên những đức thường nhắc quý vị một câu rằng là tuyệt đối không có cái chuyện của những đức mà đi nói người khác, nghe chưa? Nhất là nói những người bề trên. Quý vị biết rằng là cái quả báo của những đức đó là cũng ngang ngạnh đó quý vị, chứ không phải chuyện giỡn đâu. Có người như đức ngang lắm á. Nên quý vị biết rằng lỡ nhân đức mà làm sai điều gì, quý vị đừng có nói những vị thầy dạy nhân đức. Đừng có nói người ta. Tại nhân đức đó, biết vì sao không? Vì nhân đức rất là lì. Không có dễ dạy nhân đức đâu quý vị. Có khi người ta la nhân đức, người ta dạy nhân đức sẽ không trả lời một câu luôn. Quý vị không biết có đứa con này hay không quý vị. Nhân đức sẽ không nói một câu, rất là dễ thương, la làm sao cũng im gu. Im gu gì đó, không nói trả lời, tới trả lời lui hết. Nhưng mà nhân đức không làm. Cái này mà cái đáng sợ nè, mà làm cho người khác phải lo như đức và thương những đức. Nhưng mà lạ thay, những đức vẫn không làm. Chỉ cần mà những đức không chịu, không thích là những đức sẽ không nói gì, mà những đức cũng không làm. Nó la vậy la không làm. Nên quý vị đừng có trách những người thầy dạy những đức, trách người ta này kia. Mà tại những đức đó quý vị, vì những đức rất là lì, lì kinh khủng lắm. Và những đức không biết sợ cái này cái kia. Những đức rất là lì mà còn gan, mà còn gọi là làm biết lì gì không biết luôn. Hiểu chưa? Nên quý vị không biết có những đứa con này không. Nói nó quý vị rất là thương nó. Bị dạy nó, bị nói nó, bị lo nó, bị quan tâm nó. Nhưng mà ngộ thay, quý vị gặp nó bị la, bị nói nó không nói gì hết. Cái mặt nó bình thường, bị tội nghiệp dữ lắm. Nhưng mà ngộ nó không làm. Vừa nói nó xong, mai nó gì nữa. Tiếp tục nó cứ làm gì quay vậy đó. Nhưng mà mấy lời đó thì mấy tâm luôn, mấy tâm thì nó gì đó luôn. Nó những đức cũng nằm cái dạng đó đó quý vị. Nhiều người họ bản tâm vì những đức lắm. Những cái đức đừng lo cho tôi, nhưng mà người ta phải lo những đức gì đó. Chắc là nhiều đời nhiều kiếp những đức cũng lo cho người ta vậy. Nên cái nợ ăn tình đó người ta phải mang với những đức gì đó. Rất là nhiều người luôn. Người ta phải buồn vì những đức, người ta phải khóc vì những đức, người ta phải lo những đức nhiều lắm. Nên những đức cũng mang cái tội. cái tội là mình thấy mình có tội á. Chứ thật sự thì cái nhân cái quả là nó không có gì tội. Nhưng mà cái nhân cái quả đời này phải dai trả thì thôi, đừng có chấp thôi. Nhưng mà những đức cũng là mang cái tội, thật sự mang cái tội. Nên quý vị nhớ tuyệt đối, trong cuộc đời những đức sai cái gì là tại những đức, chứ không phải do người thầy. Vì những đức đâu phải là đứa nít đâu quý vị. La những đức không nghe mà sao mà đấu thừa cho ông thầy dạy được. Những đức thì con người giống như ngoan lắm vậy đó. Làm cái gì làm rất nhiệt tình, và rất là nhiệt tình hết lòng rồi, chân thật rồi, giống như rộng rãi cái tâm, làm cho người ta phải thương. Nhưng ngặt con cái là cái điều đó người ta lớn, người ta chỉ như thế, cái đó sai, như đó không nghe. Chừng nào mà sai rồi những đức tự nhìn nè. Nên những đức gọi là tự giác quý vị, chứ không có ai làm cho những đức giác ngộ được hết. Những đức phải té rồi bị cái này bị cái kia, dập tay dập chân, rồi lúc đó những đức tự giác thôi. Chứ cái kiểu mà nói như đức không nghe. Nên những đức mong quý vị đừng có cái bệnh giống những đức. Những đức cũng có dạng cứng đầu cứng cổ quý vị. Thật sự không đơn giản đó. Chứ các vị hòa thượng lớn mà hét một cái đệ tử sợ chết một. Còn riêng những đức thì không phải những đức nói là con không sợ. Nhưng mà lạ thay những đức không có nghe cái mà mình chưa tiếp nhận được quý vị. Những đức không biết đặt câu hỏi gì sao, không biết nói gì sao luôn. Có nghĩa là riêng những đức là chưa hiểu, chưa tiếp nhận được, chưa thế nào hiểu được.
cái này tôi nghĩ là đúng, người đó la tôi không đúng. Trong tâm những đứa nghĩ tôi chưa hiểu, tôi chưa cảm nhận được, tôi chưa tiếp nhận được, tôi không nghe được. Nó có nghĩa là những đức là cái dạng người như vậy đó quý vị à, chứ không phải là khó dạy gì, nhưng mà những đức chưa chịu nghe, chưa chịu thương, chưa thương thì chưa chịu nghe đó. Chừng nào những đức phải te tua tả tơ rồi lúc đó những đức tự giác, rồi lúc đó mới chịu nghe. Nó nên những cái loại người này là những cái loại người mà đã bám cái gì là bám chắc nghe quý vị à, những đức đã bám cái gì là bám rất là chắc. Ví dụ như niệm Phật đi, là những đức sẽ niệm hoài, không có ai mà chuyển được những đức, tại vì những đức rất là cứng. Nên cái gì mà những đức đã bám là bám chắc. Cái gì những đức đã nói là làm cho bằng được, làm cho bằng được. Giống như chương trình khiêm thị, thật sự quý vị là chương trình khiêm thị mà cuối cùng là đúng không có làm, là do những đức lì mà làm. Lì mà làm, chứ thật sự thì không có được làm chương trình khiêm thị cuối cùng. Nó nên là trung thu của các cháu cũng vậy, những đức đặt đèn đồ sẵn hết trơn, nên đúng ra không có được tập trung gì, nhưng mà những đức làm, có nghĩa là những đức làm cho người khác phải lo, làm cho người khác phải khổ. Mà những đức đã nói cái việc đó là gì, người ta là phải làm mà người khác phải khổ, mà khổ là ai? Và thường mình phải khổ. Tại vì những đức bị kỷ luật mà những đức phải làm như vậy đó. Nên thật sự quý vị là tuyệt đối cuộc đời những đức như thế nào thì đối với vị không được trách những người thầy dạy những đức, vì bản thân những đức không nghe người ta, hiểu chưa? Không nghe người ta đó thì sau này quý vị không nghe những đức thì cũng không có sao, tại vì quý vị với những đức không có thầy trò gì hết trơn á, chỉ là bạn bè thôi. Nếu quý vị thấy gì hay thì học thôi, còn cái gì mà thấy không đặc biệt thì thôi, chứ những đức không có vai trò thầy trò với quý vị hết. Nên những đức không có dám nói câu là những đức nói quý vị phải nghe ha. À, nên chúng ta là hướng đến Phật A Di Đà làm thầy thì thôi. Vì thầy ở thế gian này thì quý vị đừng có dính những đức mà quý vị trách người ta. Quý vị có trách trách Phật A Di Đà, thầy như đức bái Phật A Di Đà làm thầy. Thì trách Phật A Di Đà đi, rồi lúc đó vì cố gắng niệm ngài, rồi gặp ngài vì hỏi ngài tại sao có người này gì, thấy không? Thì ngài sẽ giải thích cho quý vị nghe. Vì là xong. Rồi cuộc đời này thấy cũng lý thú quý vị à, niệm Phật cái cũng lý thú, cái ngồi nói chuyện tâm sự thấy cũng đặc biệt á quý vị. Ai mà nghe những đức tâm sự với cũng ghiền á, thử đi, bữa nào những đức không nói chuyện thì quý vị sẽ lo đó. Thì thử đi, một ngày những đức chỉ cần không nói chuyện 2 buổi khi tu xong thôi, trong lòng quý vị sẽ đặt câu hỏi không biết những đức làm sao nữa, bị cái gì rồi nè, đi đâu rồi nè. Nhất là thời điểm này của những đức là quý vị biết, chỉ cần 2 buổi thôi những đức mà không nói chuyện quý vị thôi, hoặc là bắt cái đoạn tu cũ thôi, những đức tin chắc nhiều người cũng là nhốn nháo cái tâm biết sao nè. Không, hồi giờ những đức cũng cố gắng nha, mong quý vị với những đức cùng niệm Phật cả đời, để cuối đời chúng ta đều hẹn gặp nhau thế giới cực lạc nha quý vị. Chúc vị an lạc. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc vị ơi. A Di Đà Phật.